là con cố gắng học thôi đúng không? Nên là mình cũng chưa có nghĩ được tương lai sẽ như thế nào phải không? Nhưng mà mình học được bữa nào là mình hay bữa đó phải không? Mình cứ cố gắng vậy thôi đúng không? Thì mình phải không sao cả, mình sẽ quyết tâm hơn. Mình sẽ quyết tâm hơn nữa nha. Sang năm thì mình ráng là học cái học sinh giỏi năm nay luôn. Ngọc Anh hả? Ngọc Anh mấy em bao nhiêu tuổi nè? 9 tuổi. Ủa, Ngọc Anh 9 tuổi, còn chị cả là 14 tuổi, chị cả là Cẩm Ly 14 tuổi. Còn em Thu Huyền, em Út đây nè. Em Huyền là 11 tuổi đúng không em? Còn đây mấy tuổi? À 9 tuổi. Bé này 9 tuổi. 9, 11, 15. Cũng giống nhau hết rồi. Nhưng mà cô em Út này, lớn hơn mấy chị này nghe. Đó, có vẻ cao hơn. Con đi học ở trường. Ăn hết đồ ăn của chị phải không? Con 15 nè.